là ai? Ai sẽ mang cho ta tiếng cười? Người kế tiếp sẽ là ai? Mang nụ cười mê say vui trong phút giây. Người kế tiếp sẽ là ai? Một tình huống ngây thơ hay là bất ngờ? Ai sẽ là người mà đến màn kịch vui nhất? Ai sẽ là người gây bất ngờ nhiều hơn? Nơi tìm kiếm tiếng cười mới, nơi tìm kiếm hình hài mới, nơi tìm kiếm gương mặt mới. The next come media. Nơi tìm kiếm tiếng cười mới, nơi tìm kiếm hình hài mới, nơi tìm kiếm gương mặt mới. The next come media. The Next Comedian xin chân thành cảm ơn những thương hiệu đã đồng hành cùng với chương trình: Hoàng Trâm Jewelry, Statue, S365 USA Trading, 405 Cabinets and Stone, Noble Fine Jewelry, CLLamsupply.com, chuỗi nhà hàng 5 Star Huế Restaurant, Jane Art, tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Hương Thị. Và bây giờ, welcome to the next comedian. Take the cash, leave the lab. Và xin hân hoan chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình The Next Comedian. Take the cash và leave the lab. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta theo định kỳ hàng tuần chúng ta sẽ được gặp gỡ nhau trên kênh official của Hoài Tâm. Và thưa quý vị, đúng hẹn lại lên, chúng ta vẫn đang mong chờ những thí sinh. Và chương trình không để quý vị để lâu nữa, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu từ ngay bây giờ. Hai mọi người, mình tên là Ngọc Phạm, hiện tại là mình là chủ một doanh nghiệp ở bên Alabama. Mình có một tiệm nail và một nhà hàng. Bản thân mình cảm nhận mình là một cái người rất là năng lượng và tích cực. Khi mà mình đi tới một cái nơi nào đó thì mình đem cái năng lượng và cái tích cực đó đến cho mọi người. Thế đó là lý do tại sao mình đến với chương trình. Thí dụ như mà hôm nay mình có rớt cái chương trình này đi chăng nữa thì mình cũng muốn đem một cái nguồn năng lượng lớn cho các bạn, mà tất cả các bạn là hãy tự tin lên, mình tới đây để mình vui và mình thể hiện được chính mình. Không có gì mà phải ngần ngại hết, các bạn đừng có lo lắng gì hết, tâm lý thoải mái. Thậm chí bây giờ là mình đang rất là lo lắng nhưng mà mình vẫn cảm thấy là vui vẻ và thoải mái. Thật sự là cái năng lượng tích cực và cái năng lượng mà hài hước của mình á, nó rất giúp cho mình trong mọi công việc cũng như trong cuộc sống. Cái sự mà vui vẻ thì lúc nào ai cũng đón nhận hết. Cái sự mà mình gặp ai mà mình tươi cười đó, đó là một cái năng lượng mà đem tới từ công việc, tiền bạc đến bạn bè đến tất cả mọi thứ. Gần như ai cũng chê hết. Ai cũng nói là thôi đi, trời ơi, làm đủ thứ nghề, bây giờ còn thêm cái này nữa. Thì nó chỉ nói là cái này là cái đam mê. Nhưng mà nếu mà cái đam mê này nó trở thành một cái nghề nghiệp cho mình thì nó là một cái gì đó tốt hơn. Ai cũng muốn có thêm chứ đâu có ai muốn mất đi đâu. Trước khi mà mình tới đây đó, mình đã suy nghĩ rất là kỹ về cái vấn đề này. Tại vì á, một con người á, mình chỉ có thể chọn một cái con đường thôi. Mình đã hy sinh là một gần như là một nửa cuộc đời mình cho những cái công việc mà mình phải bươn chải để mình survive rồi. Thì cái nửa cái cuộc đời còn lại thì at least mình cũng phải dành cho mình, bản thân mình, cho một cái đam mê mà mình theo đuổi. Nếu mà thực sự mà mình có thể thành công trên con đường này thì tất cả những cái việc còn lại đó mình không cần phải suy nghĩ nữa. Mình phải tập trung vô nó, tại mình nói nó là đam mê mà. Và không để quý vị khán giả phải đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần thi của thí sinh Ngọc Phạm. 90 giây dành cho Ngọc Phạm, bắt đầu. Trời ơi, ta nói rồi, công ty gì đâu mà sáng ngày cứ ăn phải đi dọn dẹp, biết sao hiểu được, là biết. Excuse me. Me? Yeah, I'm me. You. Me. You. Me, I'm me. You. Me. Me. What's your name? Wawa. Chen English the flower. Wawa. Wow. À, tên Hoa hả? Ờ, Hoa, trời ơi. Bà người Việt Nam hả? Trời, sao nãy giờ không nói Việt Nam mà. Trời, làm khó. Nói Việt Nam, nói đại Việt Nam đi. Đi đâu đây? Trời ơi, dạ. Hôm nay em đi xin việc. Xin việc hả? Đâu, đưa hồ sơ coi thử coi. Dạ. Trời ơi, cái gì đây? Tên gì? Tên Hoa hả? Dạ. Em tên Hoa hả? Dạ, tên Hoa. Ôi,
mình vô đây là bây giờ mình qua Mỹ rồi phải không? Cái chữ mình phải đổi lại phải không? Cái họ lên trước cái tên lên sau, hiểu chưa? Dạ, sửa lại đi, sửa lại cho người ta coi. Trời ơi, lẹ lẹ đi. Trời ơi, có 90 giây rồi làm không được thôi chết luôn á. Dạ, qua okay. Dạng Thọ. Bà tên Thọ hả? Dạ dạ, qua dạng Thọ, đổi ngược lại. Trời đất ơi, nhìn cái tên thấy không Thọ rồi. Dạ, mấy người mà nói vậy đó thường chết trước hết em ơi đó. Tôi thấy là tôi thấy không ổn rồi đó. Tôi chưa thi mà khi tôi chết trước tôi thấy không ổn rồi đó. Nha. Chưa thi nha. Và hết giờ. Và 90 giây của phần thi của Ngọc Phạm đã kết thúc. Anh nghĩ như vậy nè, thật sự là chọn chọn một người bạn diễn á, mà hỗ trợ cho mình á, mà chọn cỡ Hoàng giống như vậy đó, tội nghiệp em quá à. Bị lép mà bạn thì nhảy hơn em quá. Em dạ, nói chung là bạn diễn chính hôm nay á, thì là bạn có một sự cố về bạn diễn trước đó. Nên đâm ra là cái vở diễn này là em với bạn chỉ mới tập trong vòng khoảng 5 phút thôi, là ý tưởng là đến từ Diệp Tiên. Và nên là em cũng cố gắng hỗ trợ hết mình cho bạn thôi, chứ thật sự là em cũng... Ok, well, nếu mà giống như anh nghĩ như vậy thì anh sẽ chấm trên cái tinh thần đồng đội, teamwork. Em có sự cố giống như vậy nhưng mà em vẫn không có kiểu như là bị lay động. Anh cũng thấy là cái sự tự tin trên sân khấu của em cũng rất là ok. Và anh nghĩ rằng là em sẽ có thể là đi được thêm 1, 2, 3 vòng gì nữa đó. Cho nên cho em một mặt cười. Và với cảm giác của giám khảo Hồng Đào như thế nào? Thực sự là chị để ý em từ khi mà em diễn phụ cho cái bạn trước đó rồi. Dạ. Thì em có cái phần trội hơn bạn đó. Em có cái phần tự nhiên hơn và em cũng có gây được tiếng cười. Và ở đây thì khi em diễn với bạn Hoàng là người đã có kinh nghiệm diễn rồi. Và chị thấy là em vẫn đi theo bạn Hoàng được, em vẫn đối đáp với bạn Hoàng được. Và em cũng có gây được một vài tiếng cười lúc đầu cũng như lúc sau, khi mà bông vạn thọ, khi mà you and me này nọ. Thì chị nghĩ là em xứng đáng để được vào vòng 100 này. Còn với cảm giác của giám khảo Đồng Sơn? Đây là cái vòng audition, vòng ngoài. Cho nên là những cái sơ suất của em hoặc là những cái mà em chưa làm tốt thì có thể thông cảm được, có thể là cho nó một cái ngoại lệ được. Bởi vì anh đã từng thấy em diễn với phụ cho một người bạn diễn khác, cho nên anh hiểu được khả năng của em. Anh sẵn sàng anh cho em một cái nút cười, nhưng mà anh đang lo lắng là cái vòng tới em sẽ làm cái gì. Cố gắng nhé, cảm ơn em. Và ba mặt cười đến từ ban giám khảo, và chắc chắn bạn đã mang về cho mình 100 đồng. Tiếp không nào? Tiếp nhé, tiếp. 90 giây dành cho Ngọc Phạm. Bắt đầu. Cái vấn đề là tôi chưa thi mà cô nở lòng nào cô kêu tôi không thọ là tôi thấy không vui với cô rồi đó. Nghĩ sao tôi nhận hồ sơ vậy được. Trời, cái mặt này mà 83 tuổi hả? Bà nghĩ sao cái mặt bà 83 tuổi? Ủa thì nãy anh nói em là viết ngược lại thì em 38 thì... Trời ơi, tôi giải thích em lại để tôi giải thích cho rõ. Tiếng Mỹ người ta chỉ là lấy cái tên nó đổi ngược lại thôi, còn cái tuổi cái số để y nguyên, cô hiểu không? Em có nghĩa là biết. Cô 38 tuổi đúng không? Dạ, túm lại em 38. Trình độ làm sao? Có bằng cấp gì không? Dạ, em có bằng, nhưng mà em không có bằng. Ủa là sao? Giải thích cho rõ một cái coi. Trời ơi, em có bằng, nhưng mà người ta học ra cái bằng đại học 6-7 năm. Còn em cũng có bằng, mà 6-7 tháng em bằng neo. Bằng neo? Bằng neo mà vô đây xin việc làm. Dạ, được mà. Ok, cũng được. Bằng neo vô đây xin việc làm cũng được. Tôi gì tôi cũng cho hết trơn luôn á. Rồi, hỏi cái coi, biết anh Văn không? Anh Văn, trời. Anh Văn em rành lắm anh. Trời ơi, rành anh Văn luôn. Rành anh Văn. Thử vài câu nghe chơi. How old are you? Em fine, thank you, and you? Khoan. How old are you? How old are you? Yeah. Em fine, thank you, and you? Fine cái gì fine hoài vậy? Hả? Tôi hỏi là how old are you là bao nhiêu tuổi rồi? Mà nghĩ sao cái I'm fine, thank you, and you hoài. Anh Văn gì kì vậy? Thì anh nói anh Văn đúng không? Ừ. Anh Văn làm chung tiệm nail với em. Trời ơi, em biết anh rành luôn á. Trời ơi, trời anh Văn ơi, mà sao không anh biết Văn được? Làm tiệm nail, tôi kêu anh Văn là in lip for today. Hết giờ. Và 90 giây của Ngọc Phạm cũng đã kết thúc. Và xin lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Đào. Thì có lẽ là giống như anh Đồng Sơn nói là lo lắng cho em trong cái lần này, để xem coi như thế nào. Chị nghĩ thế này nè, em vẫn có thể đối đáp trơn tru với lại bạn diễn. Và trong đó thì nó cũng có một vài cái ga mà chị có thể cười nhẹ được. Nhưng mà em cũng có được đó là em có cái giọng. Em có một cái giọng đặc biệt mà cái giọng này nó có thể hợp với lại hài kịch. Thêm phần là nhân dáng, thêm phần là tóc tai mọi thứ. Thì chị nghĩ là chị sẽ
cho em một cái nút cười nữa để khuyến khích em vào vòng tới coi như thế nào ha. Dạ em cảm ơn chị. Và mặt cười đến từ giám khảo Hồng Đào và người đàn ông hào phóng của chúng ta. Chỉ cần anh hào phóng là bạn đã sẽ có bước qua vòng sau. Mặt em sao mà 38 được, 83 thành 38 tại viết lộn á. Mặt em phải là 81 thành 18 vậy này nọ, hay là 82 thành 28 chứ 38 thì dạ. Anh nghĩ rằng là sân khấu rất cần những người đẹp giống như em. Dạ. Ha chị ha, rất cần những người đẹp giống như em. Và tiếng nói giống như chị Đào nói rất là tuyệt vời. Anh nghĩ rằng là do một cái gì đó mình chưa có xếp được nhiều cái ga cười trong cái 90 giây này thôi. Nhưng em cũng đã làm được, cũng đem một tiếng cười nhẹ nhẹ, anh cũng ok. Anh khuyến khích cho em một cái mặt cười để anh xem thử coi dòng kế tiếp em có làm cho anh cười ha 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 không. Và dĩ nhiên ý kiến cuối cùng của giám khảo Đồng Sơn cũng vô cùng quan trọng. Gần với một cái người diễn viên mà đẹp như em, anh nói thật, nếu mà bị loại liền thì cũng uổng. Không phải gì, nhưng mà con gái là anh thấy em, cái sự, cái nhiệt huyết của em, cái sự đam mê của em, anh thấy có thể nó toát lên luôn, thấy rõ ràng luôn. Là em rất là into cái vai diễn của em. Nhưng mà có lẽ là bởi vì em chuẩn bị cái cuộc thi này nó chưa có kỹ càng lắm. Có nghĩa là em chọn kịch bản nó bị dài và em phải ngắt ra từng đoạn đoạn giống vậy đó. Rồi đã vậy gặp thêm cái trường hợp của người bạn diễn của em có vấn đề. Cho nên là em đã không có được cái cơ hội để mà diễn hết cái khả năng của mình. Thì anh mong rằng lần tới em phải làm một cái gì đột phá hơn nữa nha. Chúc mừng bạn đã mang về cho mình 200 đô. Giờ thi tiếp ông nè, bây giờ cơ hội cuối cùng nè. Em với lại chị này sẽ thi tiếp, nhưng mà là sẽ qua một cái kịch bản mới. Wow, tuyệt vời, đó là điều mà chúng tôi đang mong đợi. Làm gì đi, sẵn sàng chưa nào? 90 giây dành cho phần thi của Ngọc Phạm bắt đầu. Trời ơi, vô giải mới, quyết mới cùng với bớ việc này từ sáng giờ luôn, không có cái gì ra cái gì hết. Đâu ra hai bức tượng đây đi, nghe ơi, cái gì đây chị? Dạ dạ em giải quyết muốn... gì cho chị đây? Dạ em muốn điền giấy tờ. Điền giấy tờ thì quay mặt xuống dưới cho người ta thấy mặt chứ. Dạ. Điền giấy tờ nhìn mặt tôi chi. Rồi dạ. Viết gì? Dạ em muốn điền khai tử cho ba em. Trời ơi, khai tử rồi chị, viết khai tử cho chị đi. Rồi viết khai tử đi. Ồ mà em viết khai tử không được anh ơi. Sao viết không được? Tại vì ba em á lúc sinh ra là đã khai rồi. Dạ chị quay hướng cho người ta thấy sinh. Chị cái... Rồi đến khi mà ba em lớn lên chút á là khai khẩu. Rồi đến khi chết rồi là làm cái gì? Khai tử. Rồi khi mấy chục năm sau chết đi, con cái nó quật mồ, quật mã, nó gọi là cái gì? Khai quật. Trời ơi, khai gì mà khai dữ vậy anh? Khai quá, mất vệ sinh quá. Thôi, em bỏ cái từ khai này nha. Ok, tôi sẽ bỏ từ khai cho chị, tôi ghi từ trần được không? Từ trần, dạ. Không, không được anh. Từ trần cũng không được. Tại sao lại không được? Từ là gì? Từ là bỏ. Chân là gì? Chân là không có bận áo. Không lẽ người ta chết rồi mà chỉ cho người ta bận cái quần mà không cho người ta bận cái áo? Trời. Lỡ kiếp sau người ta có đầu thai làm người thì cũng phải cho người ta bận quần áo đàng hoàng chứ. Như vậy không được anh, kỳ quá. Rồi tôi ghi tử vong được không? Trời ơi, tử vong càng không được. Ác quá anh, tử vong ác lắm. Tại sao ác? Tử là gì? Tử là chết. Giống là cái gì? Giống là linh hồn. Chết đi, người ta chết cái thể xác thôi, cái linh hồn người ta còn phải còn. Tại sao bắt người ta chết luôn cái linh hồn? Chết luôn lấy linh hồn thì lấy gì mà người ta đầu thai? Ác quá, ác quá, không được anh ơi. Chị ơi, tôi thấy cái gì chị cũng ghi ác hết thôi. Giờ chị muốn ghi cái gì thì chị cứ ghi chị đi nha. Cứ ghi đi, ghi giùm tôi cái. Ừ, em rồi. Nghĩ ra được cái từ này. Từ gì? Cái từ này mà vừa trang nghiêm mà vừa Phật Pháp nữa anh. Giảng sanh cực lạc. Rồi. Và 90 giây dành cho Ngọc Phạm đã kết thúc. Thưa quý vị, cảm ơn phần trợ diễn của anh Hoàng rất nhiều. Và chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của giám khảo Hồng Đào. Chị thấy kịch bản này vừa rồi như thế nào? Thứ nhất là các bạn chọn mà một bạn đứng ở trên bục trên kia để bạn đứng ở dưới đây là đã thất thế rồi. Tức là tại vì khi mà bạn không có control, không có làm chủ được sân khấu là mình sẽ có thói quen mình cứ quay mặt vô trong à. Quay mặt vô trong là lại bị là ra dấu, để quay mặt ra ngoài là cứ quay qua cây loại thì nó giống như con lật đật á. Cho nên là việc đứng trên đó thì là không cần thiết. Và việc đứng trên đó để nó hai bức tượng chung quanh là cái gì cũng không cần thiết. Thì những cái đó thì mình nghĩ mình cắt râu ria ra hết đi để tập trung cho bạn.
ở đứng cái một cái thế nào để cho bạn diễn xuất cho nó thuận tiện nhất, tốt cho bạn. Còn thứ hai thì cái kịch bản này thực sự ra nó cũng là chơi chữ thôi. Mình mong chẳng hạn như là có một cái gì đó bất ngờ, có một cái như thế này nè. Khi mà bạn diễn hài, bạn diễn thiệt 100%, diễn một cách bi kịch ở trong cái tất cả những cái lời hài này thì nó sẽ không có làm cho người ta cười. Bạn phải diễn những cái lời hài, bạn phải diễn là tử vong hay là từ trần gì, bạn phải diễn hết sức là tửng tửng, chơi chơi, tự nhiên, natural, chứ đừng tại vì dựa ngọc căng quá ở trong tất cả những cái lời thoại này. Lời thoại nào nếu để vào chẳng hạn như để nó hoàng nói thì nó sẽ người ta sẽ buồn cười hơn bởi vì nó nhẹ nhàng tự nhiên hơn. Còn riêng bạn thì bạn tập trung quá. Và mình biết chắc là tại vì cái kịch bản này nó quá ngắn ngủi để có thể mà nuốt cái kịch bản nó như thế này là đã quá khó rồi, huống chi để làm cho mọi người cười. Thì lời lẽ nó duyên dáng đó, nhưng mà nó vẫn chỉ là chơi chữ và nguyên cái kịch bản nó cũng không có cái gì là bất ngờ đối với mình. Nhưng mà tất nhiên ở làng hài mà có một cái nhân dáng xinh xắn như thế này, có một người cũng dạn dĩ sân khấu thì cũng nên, nhất là ở hải ngoại. Làm đào đẹp được chị. Hả? Dạ, làm đào đẹp được, tấu hài mình cũng có đào đẹp. Thì đúng rồi, tại vì đây không có chỉ là tìm đào hài không đâu mà có tìm đào đẹp nữa. Người ta có cái quan niệm là làm hài là phải quái tướng, là phải méo miệng giật môi này, thì chị không có quan niệm như thế. Chị nghĩ là cho hài cỡ nào hài đẹp thì điều đó vẫn là điều ưu điểm cho mình, cho nên chị sẽ cho em một cái mặt cười trong đợt hài để cố gắng hơn. Vậy là mặt cười đến từ chị Đào. Và không biết là đối với anh Đồng Sơn, đối với người diễn viên trẻ xinh đẹp như thế này, anh có quyết định cho cô ấy cơ hội đi tiếp không ạ? Nói về cơ hội thì dường như là hình như là anh đã cho 2 lần. Đây là lần thứ 3. Bất quá tam. Cơ hội 2 mặt cười rồi thưa quý vị, còn anh Hoài Tâm như thế nào? Giờ anh có quyết định sao thì em cũng được qua vòng bán kết rồi, đúng không? Anh chỉ thích một cái này thôi, có nghĩa là khi em nhờ một bạn trợ diễn em biết nắm hết cái phần về bên mình, mặc dù là những ga cười nó chưa có mạnh, nhưng em biết để em dồn, để mình lấy cái ga cười mình, hiểu không? Có nhiều bạn thì diễn xong xuôi rồi hơi chỉ thấy bạn diễn thôi, không có thấy mình luôn. Nhưng mà cái phần này thì và nhiều cái ga cười đổ về em, mặc dù nó chưa có mạnh lắm, nó chưa đủ để làm cho anh cười khà 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 khà, nhưng anh vẫn khuyến khích em, anh vẫn cho em một. Cảm ơn. Đúng như ước nguyện, bạn đã mang về được 600 đồng. Dạ thôi em khả năng em tới đây em phải cần gọt giũa thêm nên em xin ngừng ở đây. Dạ. Dạ em cảm ơn. Đó là một quyết định rất khôn ngoan đến từ lòng bạn. Chúc mừng bạn. Tuyệt vời. Chủ yếu là đam mê. Em. Dạ. Còn hơi run run nhưng mà có cái 600 người rồi, mình hết run rồi mọi người ơi. Hi mọi người đang xem chương trình The Next Comedians and all my friends around. Mọi người hãy là cố gắng lên và thấy ủng hộ cho mình nha. Mình là Ngọc Phạm và cảm ơn là mọi người đã ủng hộ hôm nay, làm cho mình có một cái gì đó, cái nghị lực cố gắng hơn, mình sẽ better hơn và tốt hơn lần sau nha. Cố lên. Và thưa quý vị, cảm ơn nhãn hàng Noble Fine Jewelry đã dành tặng phần thưởng 600 đô này dành cho Ngọc Phạm. Cảm ơn quý vị và mong quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng chương trình The Next Comedian. Xin chào. Xin chào. Em tên là Khôi, em 24 tuổi, em đang sống ở đây ở Santa Ana. Công việc em đang làm trainer ở một cái gym. Cuộc thi này là em muốn thử hết mấy cái miếng của em. Ngừng hay không ngừng thì em không có quan tâm, em chỉ muốn đi qua hết mấy cái miếng của em. Hy vọng là sẽ được mấy cái cười để mà em tiếp tục thử hết mấy cái miếng của em. Nhưng mà em muốn thử được càng nhiều càng tốt. Tại vì em chưa bao giờ thử miếng tiếng Việt hết.
mà ở đây nó lên, ở đây hay ở Việt Nam cũng vậy, em có về Việt Nam cũng 2-3 lần mà ở Việt Nam nó cũng không có open mic để em thử mấy cái miếng tiếng Việt của mình, nên em muốn thử càng nhiều càng tốt để xem để tự thử thách mình, với lại xem mình có thể làm cái gì lần sau hay hơn không. Vậy. Ngay bây giờ đó là phần thi của thí sinh Khôi Bùi. Chính vì vậy của thí sinh Khôi Bùi, yeah, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu. Dạ, con cũng mới qua Mỹ cũng được 14 năm là cũng lâu rồi. Nhưng mà thằng bạn con nó cũng mới qua, cũng được có mấy tháng à. Thì là con cũng dẫn nó đi chơi, dẫn nó đi tiệc tùng này nọ. Nhưng mà thường thường đi mấy tiệc tùng này thì người ta hay hỏi là có chơi thuốc không, là chơi thuốc gì. Thì thường thường mình hay né mấy cái đó. Nhưng mà lâu lâu vẫn gặp. Thì là có lần thằng bạn con nó, người ta hỏi nó là "What's the hardest drugs you've ever done?" Thì là có nghĩa là cái thuốc mạnh nhất mà bạn chơi là cái gì. Thì là con mới dịch cho thằng bạn. Con kêu mày không cần trả lời đâu. Nhưng mà nó kêu không không, cứ để tao Tylenol 500mg 2 viên một ngày. Con không chơi thuốc, con nghe con đã thấy quảng rồi. Trời, 2 viên một ngày 500mg là 1000mg voi hay sao mà uống dữ vậy. Nhưng mà mình đâu nói nó được, tại vì tụi nó chơi thuốc thấy ghê không mà, nên mình nói nó cười vô mặt mình. Nhưng mà tụi nó thì nghe thấy cái gì Tylenol nên nó hỏi did you say something about Tylenol? Thì mình mới kêu in Vietnamese Tylenol means cocaine. Thì là có nghĩa là con nói là tiếng Việt á, Tylenol có nghĩa là heroin, nên đừng có lo, nó chơi thuốc dữ lắm. Dạ dạ, con kết thúc cái miếng đó của con. Kết thúc 90 giây của thí sinh Khôi Bùi. Chị Hồng Đào, chị có thể thật cho... Thật sự là thì stand up comedy là nó rất là khó, con biết rồi đúng không? Và kịch bản của nó vô cùng khó. Yeah. Và mình phải có một cái đề tài nó đánh đúng tâm lý của khán giả thì mới hút khán giả được. Riêng con thì cô thấy thế này, là cái câu chuyện của con nó bắt đầu hấp dẫn. Yeah. Mặc dù là nó chưa có cười nhiều đâu, nhưng mà câu, yeah, chuyện của con bắt đầu cô muốn nghe. Dạ. Duy chỉ có một cái hơi ác nghiệt là tại vì chương trình chỉ cho có 90 giây thôi. Dạ, dạ, đúng mà rồi. Cô đang, dạ, rất muốn nghe câu chuyện của con. Dạ. Cho nên là cô sẽ tặng con một cái mặt cười để cô, dạ, muốn nghe tiếp cái câu, dạ, chuyện này. Cảm ơn giám khảo Hồng Đào. Anh Tâm, anh có thể cho bé một lời nhận xét không ạ? Anh có thể thấy được cái sự khó khăn làm stand up comedy của con Khôi Bùi á, là tại vì con đang định hai hướng luôn, bilingual, con nói tiếng Anh xong con phải bật qua tiếng Việt, giải, yeah, thích, mất đi một cái thời gian của con. Dạ. Chú Tâm nghĩ như vậy nè, mấy cái câu con nói nó cũng rất là dễ, thì thật sự nếu mà mình ở hải ngoại mình cũng sẽ catch up được rất là lẹ. Yeah, yeah. Cho nên con sợ là như không, yeah, hiểu á, yeah, yeah, cái con phải giải thích thêm là bị mất cái thời gian. Yeah, yeah. Chú vẫn thấy rằng là con có khiếu khôi hài, nhìn mặt rất là tếu tếu. Dạ, yeah, 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 rồi cũng có biết cái này là con tự viết luôn đúng không? Dạ, yeah, đúng. Dạ, yeah, đa số là như vậy thôi. Yeah. Dòng này, mặt cười ủng hộ liền. Nói gì đi nữa. Cảm ơn những sự chia sẻ của giám khảo Hoài Tâm. Anh Sơn ơi, anh có gì muốn nói với bé không ạ? Chú thấy con bị nervous. Ở lúc đầu mới ra chào là thấy không ổn rồi. Nhưng mà dần dần... con có được một cái khả năng là con làm cho chú tò mò muốn biết về thêm về con và về con diễn như thế nào. Thoạt đầu con mới đầu con vô con nói về cái chuyện mà chơi thuốc, thì con chú thấy cái đề tài này nó hơi là hơi, nếu mà lên sóng thì nó cũng như được không, không được khuyến khích lắm. Nhưng mà cái phần diễn của con chưa hoàn thành đúng không? Dạ. Yeah. Cho nên chú sẽ dành cho con một cái cơ hội nữa để mà con làm tốt hơn nhé. Dạ. Cảm ơn giám khảo Đồng Sơn. Vậy là với sự khích lệ của ban giám khảo, thí sinh Khôi Bùi của chúng ta, em đó đã vượt qua vòng thi thứ nhất với mức thưởng $100. Khôi ơi, dạ, em tiếp tục nhé. Dạ. Sau đây là phần thi thứ hai, level 2, với mức tiền thưởng $200 dành cho thí sinh Khôi Bùi. Xin được phép bắt đầu. Dạ, thì tại vì thằng bạn nó mới qua nên nó cũng không có biết nhiều. Giống như là nó đi, nó hay vô mấy cái tiệm thì nó nhìn thấy cái sàn nó hay bị ướt á, thì nó hay có mấy cái bảng là ghi là sàn ướt là wet floor á. Thì mấy cái bảng này lúc nào cũng có tiếng mẻ hết, mà tiệm nào cũng có. Nó đi chợ Việt Nam nó cũng thấy có cái bảng ghi là
Web4 mà tiếng Mẽ. Nên nó mới hỏi, ủa bộ người Mẽ có vấn đề đặc biệt gì về sàn ướt hay sao mà nó có cái bản nào cũng có tiếng Mẽ hết. Cái nó hỏi là có cái thống kê nào mà ghi giống như là 9 trên 10 người Mẽ không có thấy, không có né được cái sàn ướt hay sao mà tại sao lại có nhiều bản mà ghi tiếng Mẽ như vậy. Rồi nó còn nói là thôi vậy Donald Trump đâu cần xây cái tường làm cái gì, cứ xịt cái nước lên cái border rồi đừng có để cái bản, cái là người Mẽ sẽ không qua được. Cái con mới tát cho đầu nó cái kêu mày kỳ thị quá, đừng có nói như vậy. Nhưng mà nó vẫn nói thì là tại vì nó mới qua. Nhưng mà không có nó ở vòng vòng thì con cũng thấy cô đơn, thấy tủi thân. Giống như là cái này thì là giống như là thiếu cái sự ấm áp của giống như người phụ nữ á, thì mình thấy cũng tủi thân. Nhưng mà cái đầu mình quay dài rồi thấy mặt con nhỏ bạn gái thì mới nhớ mình có bạn gái. Nhưng mà lúc đó thì hết cô đơn mà bị trầm cảm, có xu hướng muốn tự làm đau mình. Thì cái đó phải đi bác sĩ tâm lý mới trị được. Dạ rồi, cảm ơn. Và 90 giây đã trôi qua phần thi của thí sinh Khôi Bùi. Cho em xin lời nhận xét một lần nữa đến từ nữ giám khảo Hồng Đào ạ. Thực sự ra là một cái câu chuyện hài hay một cái skit hài, một tiểu phẩm hài đó, yeah. Là con phải kể làm sao cho người ta theo được, yeah. Cái phần đầu con kể thì cô đang muốn nghe là cái chuyện, yeah, gì, yeah, xảy ra sau khi con nói Tylenol, yeah, yeah, 5.500mg này nọ, đúng, yeah, không? Yeah, yeah. Cô đang muốn con lại giải thích Tylenol là như thế nào để và các bạn ấy hiểu lầm Tylenol thế nào, thì con lại nhảy sang một cái chuyện khác. Nhưng, yeah, cái chuyện này á, cô nói thiệt là cô không hiểu là cô muốn nói gì luôn á. Dạ, dạ, ok. Dạ, yeah. Mà khi người ta không hiểu được là người ta sẽ buông ngay, người ta không muốn theo dõi cái câu, yeah, chuyện của con nữa. Dạ, dạ. Dạ, thì cô rất tiếc là chắc có lẽ là, yeah, cô nghĩ là con viết kịch bản có ý đó, nhưng, yeah, mà có vẻ phải kỹ hơn cái kịch bản, bởi vì, yeah, stand up thì cái cần nhất là cái kịch bản và cái giọng nói. Dạ, dạ. Dạ. Cho nó, yeah, thuyết phục người ta, yeah, hơn nha. Cô xin lỗi, yeah, lần này là con, cô, yeah, không có bấm, yeah, cho, yeah, con được nha, yeah. Anh Đồng Sơn, anh có điều gì chia sẻ với bé không ạ? Một lần nữa, với một cái tiểu phẩm này thì chú thấy con chọn một cái đề tài cũng khá là bàn cãi, yeah. Tại vì nó có một vấn đề giống như con nói, ồ sao kỳ thị như thế này. Thì giống như là chú hiểu là con cái phân này, cái chỗ là tại sao cái bản đề tiếng Mễ, có nghĩa là họ nghĩ rằng là người Mễ họ, yeah, họ hay vậy lắm hay sao, nhưng mà, yeah, thật sự ra cái nghĩa nó là khác chứ không, yeah, phải là, yeah, như vậy, yeah, đúng rồi. Chú hiểu cái vấn đề đó, nhưng mà đem cái đó ra làm cái chốt trong một cái cuộc thi như thế này thì chú nghĩ nó hơi nhạy cảm với, yeah, một số thành phần, yeah, nếu như ai hiểu được cái vấn đề đó, yeah. Cái điều quan trọng là chú nghĩ rằng là con chưa có diễn thật là tốt, yeah, để mà thu hút cái người nghe. Mà chú là một trong những người nghe, chú thấy là như vậy, yeah, nha. Cho cái tiết mục này, chú sorry, chú sẽ không thể bấm cái nút cười cho, yeah, con, yeah. Nhưng mà chú hy vọng là con sẽ keep up, yeah, để mà con tiến bộ hơn nha, yeah. Con có rất là có khả năng chứ không phải là, yeah, không nha, yeah. Cảm ơn con, yeah. Cảm ơn những lời khích lệ đến từ giám khảo Đồng Sơn. Riêng anh á, thì thật sự ra trong suốt cái cuộc thi The Next Comedians này đó, tại vì có rất nhiều bạn làm stand up mà giống như cô Hồng Đào nói với con đó, yeah, stand up nó là kể một cái câu chuyện, cho nên là cái lời nói, cái sức thuyết phục mình phải làm cho người ta thu hút, yeah. Và quan trọng là con phải biết nhấn nhá, con phải kể để cho nó lôi cuốn. Chú cũng hiểu được cái chốt của con, yeah, là cái vụ wet floor rồi giống như vậy là chú cười bật lên cười liền, nhưng mà, yeah, chú cười không có đã, là tại vì, yeah, con nói một hơi nó bị rề rà rồi nó nhẹ nhàng, con không có, yeah, con cái chỗ wet floor rồi đó, lúc mà để mà thì nếu mà giờ không ấy thì nhờ ông Donald Trump để xịt, yeah, nước, yeah, lên, yeah, để, yeah, cạn, yeah, khỏi y qua, yeah, thì nó rất chú bật cười liền, tại vì chú có nghe cái joke này của Mỹ, yeah, như nó so, chú thấy là tại vì do cái cách kể, yeah, chuyện của con nó chưa có ấy thôi, yeah. Chú hy vọng rằng là nếu mà con có cái kinh nghiệm đi sau này đó mình làm, yeah, mình về mình tập thêm về cái khâu, yeah, tiếng, yeah, Việt, còn cái ý hài khi làm stand up là con có, yeah, yeah, nha. Chú sẽ ủng hộ cho con. Cảm ơn sự khuyến khích của giám khảo Hoài Tâm, yeah. Thật tiếc cho Khôi vì em phải dừng chân, yeah, khá sớm lần này, yeah. Hy, yeah, vọng là sẽ gặp em trong mùa tới, yeah. Xin cảm, yeah, ơn em. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, yeah. Dạ, yeah, thì là em chỉ muốn em chỉ tiếc là em không được thử thêm thôi. Tại vì em muốn, em đã có viết nhiều cái, thì em chỉ muốn thử thêm thôi, chứ
tiền bạc thì em cũng không quan tâm lắm. Dạ. Dạ, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là đối với đặc thù của hài của Việt Nam thì chúng ta cần improve thêm cái accent để thể đem tới cái job nó thật sự vui hơn. Mặc dù anh là người đứng ở ngoài theo dõi phần thi của em, anh nghe, anh hiểu và anh cảm thấy rất là vui. Nhưng mà anh chỉ hơi tiếc một chút xíu bởi vì anh nghe không rõ. Hy vọng ở lần sau đừng bao giờ bỏ cuộc và chúng ta sẽ quay trở lại với The Next Comedian mùa 2 nha. Cảm ơn anh. Thank you em. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Aslan, tên tiếng Việt là Đức, và tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Và tôi đã từng sống ở Việt Nam hơn chục năm, hơn 15 năm thì nó đúng hơn đấy. Đấy, thì mình có cảm giác có một cái con người, tiếng người Việt Nam ở trong người mình luôn đấy, là bình thường ấy, tức là làm nghề kinh doanh. Nhưng mà trong tim ý là có một cái đam mê, đó là nghệ thuật. Aslan rất muốn thử thách bản thân mình. Và lúc mà sống ở Việt Nam, ít hay nhiều đã từng lên sân khấu rất nhiều lần. Bởi vì người ta thấy người nước ngoài, nhất là người Thổ Nhĩ Kỳ mà nói từng tiếng Việt ấy, thì người ta rất là thích. Thì mình cứ hài lên sân khấu chơi vui với người Việt Nam. Bây giờ thì sang Mỹ thì nhìn thấy các bạn chia sẻ và là có một cái chương trình như thế này, và mới nhận ra đó là một cái cơ hội cho Aslan để thử thách bản thân mình. Anh đã có gia đình chưa? Em và anh rất xa về nhau, nhưng mà anh có một cái món quà cho em. Đó là anh tham gia cuộc thi The Next Comedian để mang lại vui cho em. Anh tặng cho em tất cả. Xin chào đón Aslan Đức. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Aslan Đức. Tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Đã từng sống ở Việt Nam hơn chục năm và khá là lâu. Và rất nhiều người hỏi tại sao lại chọn tên là Đức. Chắc bà vị ban giám khảo cũng đang tò mò đúng không? Tại sao lại một người nước ngoài mà chọn tên là Đức? Bởi vì Đức nó, thứ nhất là nó dễ nói. Thì thứ hai và quan trọng ấy là nó rất nhiều nghĩa và rất nhiều ý nghĩa, rất là hay. Ví dụ, Đức Hoa, Đức Huệ, tình là ngoan. Ra đường xe mà không ngừng được ấy, gọi là Đức Thắng. Bóng đèn nó không cháy ấy, là gọi là Đức Bóng. Nhưng mà cái đó là bóng đèn ấy nhá. Đức này ấy, không hề có bóng một tí nào. Đức này ấy là thực sự là đàn ông và cực kỳ là ok. Bây giờ anh đã sẵn sàng với phần thi của mình chưa nào? Rồi. Ok. 90 giây dành cho Aslan Đức bắt đầu. Thực ra ấy là nói chuyện như thế này thôi, thì Đức rất khó khăn học tiếng Việt, nhất là phát âm dâu nặng và dâu ngã cực kỳ khó đối với Đức. Và khi mà muốn đi vệ sinh ý, cực kỳ vất vả luôn, bởi vì chữ vệ sinh ý là có dâu nặng, không thể nói được. Mỗi lần ở trên lớp thì phải tra từ điển xem từ nào mà nó dễ nói hơn và nó chắc chắn hơn. Vệ sinh bỏ mẹ đi, nó khó quá. Thôi xem cái từ nào. À, tìm được rồi. Cái đấy nó rất đơn giản, rất dễ nói. À, thưa thầy, cho em đi ngoài được không? Ủa trời, thầy bảo, mày muốn làm tại đây hay là muốn đi vệ sinh hay sao? Thì đi ngoài, đi ngoài. Xong rồi thì mới biết là đi ngoài là bị đau bụng tè dè rồi. Thì mình sai cái chỗ đấy, mình không nói là đi ra ngoài, mà là mình nói với các thầy, các cô là đi ngoài. Đấy. Xong rồi thì có lúc khác không biết là đúng với thầy đấy hay không,
thì lại xem từ điển, lại xem từ điển là nó có cái từ nào nó dễ hơn và chắc chắn hơn, vệ sinh bỏ mẹ rồi thì đi ngoài nó nhạy cảm quá thôi bỏ luôn. Và thời gian dành cho Đức đã kết thúc. Nói tiếp cho anh nghe coi là ngoài chữ đi ngoài còn chữ gì nữa. Rồi thì lúc đấy là tìm được một cái từ khác rất dễ nói. Thưa thầy, cho em đi đái. Thầy bảo là sao mày mất dạy thế nhỉ? Mỗi lần đi vệ sinh là lúc thì đi ngoài, lúc thì đi đái. Mày chỉ có vệ sinh mà không nói được à? Đấy. Và thời gian dành cho anh Đức cũng đã kết thúc. Xin mời ý kiến của giám khảo Hoài Tâm ạ. Những câu chuyện mà giống như là mình gặp trở ngại khi học một cái ngôn ngữ khác thì Tâm nghe cũng rất là nhiều. Và nhất là người nước ngoài học tiếng Việt và có bị trở ngại. Một cái thông minh của anh Aslan Đức á, là hôm nay cái câu chuyện anh đưa ra thì Tâm lại chưa nghe. Dạ, thì Tâm thấy rất là mắc cười, nhất là cái chữ vệ sinh thì Tâm biết là cái trong cái hát á, cái dấu nặng nó còn đã khó rồi, huống chi là nói. Và anh là người nước ngoài nữa, và một cái câu chuyện anh cũng rất là dí dỏm. Dạ, một câu chuyện này là có thiệt riêng của anh đúng không? Đúng rồi ạ. Tâm rất là cực kỳ thích những câu chuyện stand up mà nói về mà mình được trải nghiệm. Cho anh một mắt cười. Giám khảo Đồng Sơn thế nào? Cho anh hỏi là hồi đó anh ở Việt Nam, em ở miền nào? Phát miền Bắc không? Em lúc đầu, lúc mới sang Việt Nam là trong Sài Gòn. Học học tiếng Việt ở trong Sài Gòn 8 tháng, xong rồi thì ra ngoài Bắc và ở ngoài Bắc. Đa số là ở ngoài Bắc. Thì đó là cái câu hỏi của anh. Tại sao cái phát âm của em mặc dù là người nước ngoài nhưng mà vẫn có cái dáng dấp của người Bắc ở trong đó rất là nhiều. Đó là cái lợi thế của em. Tại vì khi mà em đứng em nói vào tiếng Bắc và với cái accent của người nước ngoài đó, anh nghe thấy nó dễ thương lắm. Thì em chính là một cái nhân tố mà rất là lạ mà anh đang rất là mong muốn có trong cái chương trình này. Mặc dù cái phần đầu lúc mà chưa thi em có duyên hơn, và khi em bước vô thi thì em lại không bằng lúc cái introduction của em. Nhưng mà không phải vì vấn đề mà cái kịch bản của em chưa hay. Em đã thuyết phục anh ở bởi cái sự biểu diễn của em, có nghĩa là cái tài năng diễn xuất của em tốt, cho nên anh sẽ tặng cho em một cái cười. Và cuối cùng xin mời chị Nhi em thảo bạn. Chị cũng đã cho anh ngay từ đầu rồi, tại vì chị ngỡ là cái màn mở đầu của em, màn giới thiệu của em là cái màn thi. Thì đúng như lời anh Đồng Sơn nói là cái màn giới thiệu về em có duyên hơn là cái phần sau. Nhưng mà chị có một cái ấn tượng em là về ngôn ngữ của em quá giỏi. Khi mà em nói accent nó chính xác tiếng Việt luôn đó. Và đây là một trong những cái lợi thế. Bởi vì nếu mà mình là một người nghệ sĩ hài đó, mình bắt chước được nhiều giọng á, thì sẽ càng tốt cho mình hơn, để mình thể hiện nhiều loại vai hơn. Cho nên cái chuyện mà đánh lộn cái mặt cười cho cái phần mở đầu thì chị cũng thấy là chị không cần phải lấy lại, bởi vì em xứng đáng được cái mặt cười. Chúc mừng Đức đã có một 100 đồng đầu tiên. Chúng ta sẽ lấy 100 và ra về, hay là chúng ta sẽ vượt qua nỗi sợ để đi tiếp ạ? Vừa này có mấy bạn cứ hỏi về nhau, cứ tâm sự về nhau đi tiếp phải không? Nhưng mà Đức thì không có ai, một mình bơ vơ lạc lõng. Cho nên tự quyết định là đi. Let's go. Và 90 giây dành cho anh Đức chính thức bắt đầu. Lúc mà học tiếng Việt xong rồi thì cũng bắt đầu đi làm, đi chỗ này chỗ kia, thì tự dưng có một cái trò chơi Pokemon Go. Lúc đấy là mình rất thích cái trò chơi đấy, và lúc nào cũng phải đi chỗ này chỗ kia để bắt Pokemon. Và Đức đào cái map của Pokemon nữa cơ, là Pokemon nào nó ở đâu, nó sẽ hiện lên ở trong cái chỗ địa chỉ đấy trong bao lâu, là phải đi cái chỗ đấy để bắt cái con đấy. Giữa đêm nhìn thấy bản đồ, có một cái con, ui dồi ôi, rất là hay, rất khỏe, thì bây giờ mình phải phi lên xe máy để bắt cái con đấy. Là đang đi đi cái công viên Thống Nhất Hà Nội, là có một chị vây như thế này, cứ tưởng là chị ấy là
Ồ, cũng bắt Pokemon giống như Đức. Thôi bảo là, ôi chị ơi, nó ở đâu? Chị bắt được chưa? À, bắt được rồi em. Nó ở đâu hả chị? Thì để chị đưa cho em đi đi. Thì đi đâu hả? Thì đi thôi, đi theo chị thôi. Xong rồi thì lên xe. Và trên xe thì chị ấy bảo là, em ơi, đi nhanh hay là đi quả đêm? Không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mà tự dưng chị ấy bảo là như thế này. Thì mình bảo là, thôi chị ơi, con đấy chỉ có mấy phút ở đây thôi. Và thời gian dành cho anh Đức kết thúc ạ. 90 giây đã kết thúc. Tao kể tiếp thử nghe coi, tại vì chưa có. Không, mình phải chấm từ đây rồi sao kể dạ. Tiếp nữa chứ. Kể tiếp đi, nếu mà mặt mày ví dụ nếu mà có làm cho anh cười thì anh sẽ tặng cho em một cái nút. Dạ, anh muốn nghe thêm cái đoạn cuối coi, các em cho dứt cái câu chuyện này coi. Thì phải nói cho rõ là coi như là anh đã không bấm cười rồi đó. Tại vì bởi vì cái diễn xuất của em với lại một cái nhân tố lạ như em, anh muốn nghe tiếp cái câu chuyện. Nếu như anh cảm thấy nó cứ bắt cười, anh cười được thì anh sẽ tặng cho em một cái nút cười. Tâm như anh Đồng Sơn, có nghĩa là nếu mà bây giờ dừng chấm lại đây thì Tâm sẽ không có cho mặt cười đâu. Nhưng Tâm hiểu thứ nhất là tại vì ngôn ngữ khác biệt, anh sẽ nói chậm hơn mọi người để nó rõ hơn thì cái thời gian và thêm áp lực đồ này nọ nữa. Thế thì kể tiếp. Dạ. Rồi lên xe, chị ấy bảo là, em ơi, đi nhanh hay là đi quả đêm? Ủa, sao lại hỏi như thế nhỉ? Thì chị ơi, thì con đấy chỉ ở đây vài phút thôi mà. Đi quả đêm làm gì, đi nhanh thôi. Ủa thế thì được rồi. Thì chị biết cái chỗ đấy không? Biết đấy chứ, sao lại không biết. Đi nhanh thì đi quả đêm đều có chỗ, yên tâm. Bây giờ xong rồi đi đến một chỗ mà nhìn thấy khách sạn. Úi giời ơi, nhìn lại chị ấy thì đành phon đành son như là ma luôn. Mà muốn đi đâu, muốn đi vậy, muốn đi đám cưới hay cái gì, làm sao mà đi bắt Pokemon mà đánh son đánh phần nhiều như thế nhỉ? Xong rồi thì đến khách sạn thì mới hiểu là mình thì muốn bắt Pokemon, hóa ra là mình bị bắt rồi. Thôi thì như vậy, Tâm cũng ủng hộ tinh thần cho anh, vì anh là một cái thí sinh rất là special và Tâm cũng đấy nghe. Lúc đấy còn cái này nữa cơ. Thì em hỏi chị ấy, chị ơi, đi nhanh của chị là bao nhiêu? Là 200 em, đây 300, cho em đi về đi, em sợ quá. Đấy. Ok, rồi, một mắt cười đó. Và điều này có chinh phục được giám khảo Hợp Đồng mà. Thực sự là tại vì chị không có muốn nghe nữa, tại chị biết kết quả của cái chuyện của em rồi. Ta làm chị nghe được là đi nhanh hay đi qua đêm là chị biết là đã là sự hiểu lầm. Mà vấn đề là trong hài nhưng mà hướng, em thì người nước ngoài làm sao mà hiểu được cái lúc đấy. Cho nên khi mà vấn đề như thế này nè, là thứ nhất là em ngôn ngữ tiếng Việt em rất là giỏi, em cũng là một trường hợp rất đặc biệt và một cái màu đặc biệt cho chương trình. Thêm phần là em sử dụng được cái này là tại vì trong hài hước đó, người ta sử dụng cái sự hiểu lầm rất là nhiều để gây ra tiếng cười. Dạ. Thường thường tất cả như là nếu mà coi những cái mà comedy của Mỹ thì cái sự hiểu lầm về ngôn ngữ, sự hiểu lầm về nghề nghiệp, tất cả những cái đó nó gây tiếng cười rất là nhiều. Và em đã sử dụng được cái điều đó là cái sự hiểu lầm là đi nhanh hay đi qua đêm. Thì chị nghĩ là em cũng nắm được một phần nào để cho gây tiếng cười đó là sử dụng cái sự hiểu lầm. Cho nên là chị sẽ cho cái mặt cười liền mà chị không cần nghe hết. Dạ, con dám thở đâu con. Tiếc rằng là nó cũng vẫn chưa làm cho anh cảm thấy thỏa mãn lắm. Em làm một cái gì đó để mà cho tức cười ngay rồi em dừng ngay chỗ đó thì anh nghĩ rằng là nó sẽ hiệu quả hơn là em kể luôn một cái đuôi dài đằng sau mà nó không có một cái gì xảy ra. Việc anh có bấm cái nút hay là không nó cũng không có quan trọng, nhưng mà nếu anh không bấm là một cái warning sign cho em, nếu mà em đi thi tiếp em cẩn thận hơn nhé. Ok. Dạ. Rồi, chúc mừng anh Đức đã mang về giá trị thưởng là 200 đồng. Chúc mừng anh. Và qua lời nhận xét của anh Đồng Sơn, anh hãy đưa ra quyết định của mình. Liệu rằng chúng ta sẽ thi tiếp hay cầm 200 đô ra về? Quyết định của Aslan là thi tiếp. Chúc mừng anh. Và 90 giây dành cho anh Đức. Bắt đầu. Tiếng Việt ấy nó rất nhiều từ và lắm từ kinh khủng luôn. Chỉ có cái gì vật, tiếng Việt, tiếng Anh là vật. Cái gì? Cái quái gì? Cái gì đấy? Cây mẹ gì, cây con mẹ gì. Thế còn ví dụ đẹp chẳng hạn. Đẹp, rất đẹp, đẹp lắm,
quá đẹp. Đẹp quá. Đẹp lung linh. Đẹp vô cùng. Đẹp dã man. Đẹp kinh khủng. Úi dồi ôi, tôi hỏi về mấy người, có cái gì mà vừa là đẹp vừa là kinh khủng không? Nhưng mà tiếng Việt nó có đấy. Đấy. Thì có cả, ví dụ một cái từ khác, ma. Ma là cái gì? Cos. Ma ở tiếng Việt, trên cây là mà cây, ở dưới nước là mà maya. Nếu như mà ma mà hút máu thì mà cà đông. Có cái một cái ma mà đàn ông, các anh đàn ông rất là thích thì ma sát. Ví dụ có cái từ khác chẳng hạn, cà. Tiếng Anh là gì? Tomato. Tiếng Việt, cà chua, cà tím, cà pháo. Và các chị phụ nữ thích nhất là gì? Các chị phụ nữ mà thích nhất là đàn ông làm cho mình là cái gì? Cà thẻ. Và thời gian của anh Đức đã kết thúc. Và tôi thấy những nụ cười nở rất tươi ở bên dưới. Và không biết rằng giám khảo Hồng Đào nghĩ gì ạ? Thì cái phần thi này mới đầu chị cũng rất hồi hộp, bởi vì khi mà em bắt đầu vô thì nó cũng không có cái gì khác với lại những lần trước. Thì cũng là những nói về ngôn ngữ, nói về sự khác nhau, rồi nói tiếng Việt giàu có như thế nào. Chị đang mong là em có một cái gì đó, tại vì em là người Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi mà em ở Việt Nam thì chị đang mong muốn là em đang nói về văn hóa của hai nước, của châu Á như thế nào và của Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Nhưng đây em lại đi vào vấn đề tiếng Việt, nhưng mà em gỡ lại được những cái sau, chẳng hạn như là có những cái rất ư là cập nhật, như là chẳng hạn như là ma sát hay là cà thẻ này nọ, cho nên chị sẽ cho một cái mặt cười ủng hộ em. Không biết giám khảo Hoài Tâm nghĩ gì ạ? Anh giống như chị Hồng Đào đó, nhờ hai cái đó mà nó cứu em. Chứ anh thấy là, anh nói thiệt chứ em, anh thấy lúc mà đến 30 rồi 29, 28 anh thấy rồi xong rồi, đi rồi. Hên quá. Có cái chữ ma sát với cà thẻ nó cứu em. Anh nói rồi, nếu mà trong 90 giây mà em chỉ có một punchline là anh không chịu đâu. Nhưng mà hên quá, lần này em có hai cái anh cho em. Hai mặt cười. Chúc mừng anh. Và suy nghĩ của giám khảo Đồng Sơn. Với anh thì nếu như mà anh cho em một cái mặt cười, ok, thì có nghĩa rằng là anh quý cái sự có mặt của em, và anh quý cái tố chất lạ của em. Và với cái bài diễn vừa rồi, anh cũng cảm thấy rằng em đã rất cố gắng và có những cái hạn chế mà chấp nhận được. Nếu như anh bấm cho em, anh nghĩ rằng là em nên dừng. Anh nói thẳng luôn, em nên dừng. Nhưng mà khi mà em trở lại với bán kết, em nên kiếm một người bạn diễn để diễn chung với em. Thì bởi vì em nói rằng là em đi có một mình, em cô đơn, em có chỉ có diễn một mình thôi. Thì anh sợ rằng là lần biểu diễn tới của em ở bán kết, em sẽ khó thành công đó. Cho nên là em hãy suy nghĩ, nếu như là cái succession của anh là em có một người bạn diễn, thì anh nghĩ nó sẽ tốt cho em hơn nha. Dạ. Bây giờ coi như là anh khuyến khích em để mà welcome em to the bán kết. Bây giờ nếu như anh quyết định đi tiếp, chúng ta sẽ có cơ hội mang về giá trị tiền thưởng là 1.000. Nhưng nếu như anh quyết định dừng lại, anh sẽ lấy về 600 đồng và tấm vé vào bán kết. Anh hoàn toàn không mất gì cả. Nhưng nếu anh thi không chinh phục được giám khảo thì anh chỉ ra về với phần thưởng là 500 đồng nhưng vẫn vào bán kết. Tùy anh quyết định. Chắc chắn là muốn thi tiếp. Và mời Đức hãy chứng minh phần thi của mình với 90 giây dành cho Đức. Bắt đầu. Thì còn rất nhiều từ khác nữa cơ. Ví dụ cái cửa. Cửa thì tiếng Việt nhiều cửa kinh khủng luôn. Cửa số này, cửa khẩu này, cửa hậu này, cửa chính, cửa cổng này. Ra biên giới thì có cửa khẩu. Khẩu thì cũng có nhiều khẩu chứ, làm sao mà dừng lại được. Khẩu thì nếu như bắn đạn giả nhỏ thì gọi là gì? Là khẩu súng. Bắn đạn giả to thì khẩu pháo. Nếu muốn nói xấu ai thì gọi là gì? Khẩu nghiệp. Thì nghiệp thì cũng có nhiều nghiệp. Chả hiểu tiếng Việt nó lòng tứ kinh khủng ấy chứ. Là nghiệp, là nghiệp quật, nghiệp báo, nghề nghiệp. Thế còn tôi xin giới thiệu, đây là Aslan Đức, một nghệ sĩ nghiệp dư.
Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và đó là kết thúc phần thi của Á Sơn Đức. Mặc dù là thời gian chưa kết thúc, nhưng phần thi của mình đã kết lại rồi. Và không biết rằng là suy nghĩ của giám khảo Hoài Tâm như thế nào để quyết định rằng anh ấy sẽ ra về với giải thưởng là 1.000 đô hay là 500 đô. Anh không có tiếc cho em 1.000 đô, nhưng mà thật sự ra đó, hồi nãy em nên nghe lời khuyên của anh Đồng Sơn là em dừng lại. Thiệt. Tại vì cái này nó hơi nhạt. Dạ. Hơi ngắn à? Không, hơi nhạt. Nhạt có nghĩa là nó không có cái đồ okay. Hơi nhạt. Nghĩa nó có một cái câu chuyện nữa rất muốn kể với các anh chị. Đức không phải là muốn, chỉ muốn lấy cái 1.000 đô đấy đâu. Chỉ muốn làm sao để chinh phục được cái ba vị ban giám khảo thế thôi. Đức biết sao không? Giống như là level nè, 1, 2, 3, 4 thì tiền thưởng nó bị 100, 200, 600, 1.000. Cái mỗi 1.000 nó phải khó hơn. Đúng thì rồi, thì có cái nó khó cười hơn. Nó cũng vậy, có nghĩa là hồi nãy mình cười thì đến cái lúc 1.000 đồng bạn phải làm cho chúng tôi cười. Giống như là đã đó. Thì nó lại khó, nó lại bị cười để cái tân lên rồi cái dịch dịu rồi từ từ nó mất luôn. Thật sự là 52 giây mà bạn đứng đó bạn nói đó, tâm hồn có cười. Có cái đó dài hơn và sorry rất muốn chinh phục được. Nhưng cuộc chơi là cuộc chơi thưa anh Đức, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để chinh phục khán giả. Nhưng ở trong vòng sau anh vẫn có cơ hội đến với anh. Anh không bấm cười thôi, nhưng anh không biết hai vị giám khảo bên đây có bấm hay không. Dạ thì chúc em may mắn. Giám khảo Hồng Đào không cho cơ hội để chuyển tiếp. Thật sự ra thì nếu mà chị nghĩ là nếu mà Aslan mà kể nữa thì cũng chỉ là vòng vòng ở trong cái ngôn ngữ thôi. Mà mình nghe đã 3 lần là đủ rồi. Nghe lần thứ 4 là chị cảm thấy là chị không còn có hứng thú để nghe nữa. Và tất cả những cái mà 3 lần đầu chị hứng thú là tại vì chị nghe từ cái cách diễn của em. Nhưng mà sau đó cái thứ 4 thì chị có cảm giác như chị có thể lên mạng chị search tất cả những cái đó vẫn được như thường. Cho nên là cái điều đó là cái điều chị nghĩ là mình nên dừng ở cái 600 là được rồi. Cho nên chị xin lỗi em là lần này chị không có thể bấm mặt cười cho em được. Cho dù bây giờ em có kể thêm một cái chuyện nữa thì chị cũng sẽ không bấm đâu. Bởi vì chị muốn cái gì mới hơn em luôn. Và sẽ mong là gặp em ở trong vòng bán kết với những cái mới hơn. Và lời nhận xét cuối cùng thì giám khảo Đồng Sơn. Đức ơi, cái lời khuyên anh đáng giá có 100 mà. Chị nghe. Anh thật sự anh rất là cảm kích em. Em đã nghiên cứu về cái ngôn ngữ Việt Nam để em nghĩ ra những cái mà câu chuyện cười như thế này, chơi chữ như thế này, thì đó là một cái điều đáng khen nha. Nhưng mà nếu mà để mà tiếp tục thì anh nghĩ rằng là em đang nói là em sẽ có những cái gì mới đúng không? Dạ. Em muốn show gì? Em về suy nghĩ lại, nếu như nó có đáng hay không thì em show nó cho vòng bán kết cho anh, thuyết phục anh, làm cho anh cười nha. Nhưng mà mình vẫn được còn 500 và welcome em đến vòng bán kết của The Next Comedian. Dạ, đó thì ở Việt Nam cũng có học trong trường sân khấu điện ảnh, nhưng mà mình diễn xuất thì nhiều về những cái nghĩa là lẳng có nè, rồi buồn có, nhưng mà hài thì chưa, mê dữ lắm nhưng mà chưa bao giờ hết trơn, thành ra tôi cũng ớn ớn chứ sao đây. Sở trường của mình là bi, lấy nước mắt khán giả. Bây giờ mình cần cái tiếng cười, mà có thể là cái tiếng cười á, mình nói về cái mặt tâm linh á, khi mình đem tiếng cười lên cho người khác là mình đang tạo phước đó. Cái đó nói thiệt. Tuyết Trang mong rằng quý vị hãy ủng hộ chương trình nha, ủng hộ Tuyết Trang. Đó, coi cho nhiều vô, ủng hộ nhiều vô, ầm 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 vô, nhớ nha.
Thank you. Và quay trở lại với chương trình để chào đón thí sinh tiếp theo. Thí sinh Lâm Tiết Trang. Chị có thể bật mí và chia sẻ với ban giám khảo biết được rằng là chị là người đến từ Việt Nam bao lâu và công việc hiện tại của mình đang là gì ạ? Dạ, đến Mỹ hồi nào hả? Sao không nhớ ta? Mà em chỉ nhớ là em từ Việt Nam, cái em mua vé em qua châu Phi, cái từ châu Phi cái em đi bộ qua đây. Dạ, nên em không nhớ hôm qua hồi nào. À, còn em, dạ em làm nail. Mà làm nail cái xong cái bữa đó cái em giận quá, cái em quên em phóng cái dũa mặt nhỏ đó cái bị đuổi luôn. Cái em buồn quá, cái về nhà cái cứ buồn là em ăn, mà mỗi lần em ăn cái em buồn. Mà không buồn thì là cứ ăn cứ vậy đó, cứ làm tới không biết sao. Bây giờ cuối cùng cái thất nghiệp. Dạ. Và bây giờ chị đã sẵn sàng đến với phần thi chưa? 90 giây dành cho Lâm Tuyết Trang ở level 1 chính thức bắt đầu. Dạ. Em xin giới thiệu với các anh chị, người yêu đầu đời của em 75 tuổi, ảnh tên Nghĩa, em tên Trang. Bình thường có gì đâu mà ba mẹ không có cho quen, bởi vì hai đứa cứ quen trong bóng tối hoài vậy đó. Cứ có một ngày anh mới nói với em: Trang, anh muốn chuyện tình yêu của hai đứa mình phải ra ánh sáng. Anh, nếu mà chuyện tình yêu của mình nó ra ánh sáng thì cái cuộc hôn nhân á là cái bill đóng tiền điện anh chịu không? Ok, yes I will. Tưởng sao đóng được có 1 tháng à, đột quỵ ngủm. À, trời đất ơi, bởi vì cái em quen với anh thứ nhì, anh này em tên Trinh. Mấy anh chị nghe đàn ông tên Trinh hả, là lạ phải không? Không có lạ đâu, chuẩn men luôn, cái chuẩn luôn đó. Dạ, cái style của ảnh mỗi lần ra đường đó, trời ơi, là hồng cánh sen, đỏ thì đỏ chét luôn vậy đó, xanh thì xanh lét. Trời ơi, bởi vậy đi với ảnh đó người ta cứ tưởng là hai chị em bạn gì không à. Nhưng mà biết gì không, trời ơi, anh mới có 18 tuổi, mới lớn, trong trắng vô cùng, không có biết gì hết trơn á. Em phải dạy ảnh từng ly, từng tí, từng ly, từng tí vậy đó. Cho nên mỗi lần á, em đến trường em đón ảnh á, người ta cứ tưởng em là phụ huynh không à. Còn bạn bè em thì nó tưởng em là má ảnh không à. Trời ơi, bởi vậy. Nhưng mà biết sao không? Đúng với lời cái tên Trình. Trời ơi, ảnh đẹp như là tài tử minh tinh vậy đó. Ôi ôi, nhưng mà đó hả, ảnh sống rất là tâm linh. Ôi, tâm linh quá cái anh bị thần kinh. Ôi, thần kinh xong cái em với ảnh cứ gây lộn linh tinh hoài à. Cuối cùng cái anh bỏ em, vậy là em mất Trình. Không phải. Và em 90 giây kết thúc. Yêu tên Trình. Dạ. Và đã, chị đã may mắn nhận được ngay ở giây cuối cùng với phần mặt cười của giám khảo Đồng Sơn. Bá Du xin phép hỏi ý kiến của giám khảo Hoài Tâm. Trang ơi, Trang có tiếng nói sân khấu quá tốt. Cái mà tâm thích nữa đó là khi mà mình kể một câu chuyện đó mà mình lật từ người này qua người kia, nhưng mà kể xuyên suốt không á thì nó trở thành một cái câu chuyện là câu chuyện cười thôi chứ không phải mình làm người đó cười. Tâm thích cái mà mình làm ông già thì mình phải bắn qua đây, mình lật ngược lại đây để người ta biết mình là cũng người là có biết diễn xuất. Tâm chắc chắn là Trang là người đã có biết diễn xuất rồi, thích cái câu chuyện của Trang lắm. Xếp văn từ đồ rất cũng rất là rõ ràng. Và quan trọng nhất là miếng cuối đã cứu em đó là: dạ cuối cùng tôi đã mất Trinh. À, nhưng mà tâm sự lúc đó phải nói rõ, nhưng mà cuối cùng em đã mất Trinh. Dạ, để cho người ta biết. Dạ, em đã mất Trinh. Dạ, giống vậy. Tại vì miếng hài mà mình phải quăng đúng. Chúc mừng Trang. Và người thứ hai còn đây giám khảo. Tại vì là em cũng đã có kinh nghiệm diễn rồi đúng không? Tiếng nói rất là rõ ràng, lưu loát. Ok, rồi mặt cười tiếp theo. Và chúc mừng Trang đã có 100 đồng. Giờ mình thi tiếp không chị? Dạ tiếp chứ, trời nghĩ sao vậy cưng. À, thi tiếp ha. Dạ. Sẵn sàng chưa nào? Dạ. 3, 2, 1, 90 giây dành cho chị. Bắt đầu. Bây giờ em live stream như quý vị. Trời ơi, khách tình yêu lên đông đủ chưa? Ô, đông đủ quá. Dạ, em xin chào anh Đồng Sơn, chào chị Hồng Đào, chào anh Hoài Tâm. Trời ơi, thôi, khách tình yêu lên đông đủ quá rồi. Bây giờ trước khi mà giới thiệu sản phẩm, giờ mấy anh chị muốn em hát bài gì nè? Tẩu lương, trời tẩu lương. Yeah. Con là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy trai đẹp còn nhiều. Trời ơi, không bao mà hốt thế. Tôi viết tên Hưng, tôi dán lên chân, tôi viết tên Lai, tôi dán lên tai, tôi viết tên Liêm, tôi dán lên ổng, tôi dán lên tim. Cái gì vậy mày? Trang, thiếu 3.8 triệu, mấy tháng chưa trả. Vừa phải thôi nha, vừa phải thôi nha. Chỗ tao lại chim, tao khổ tao kiếm tiền, mày lên đi đòi nợ vậy là sao? Lóc mày lương cho mày trừ. Hả? Tư súng 800 sao chưa trả 4 năm. Trời ơi, thấy chưa? Chỗ người ta lại chim, trời ơi, tao kiếm sống mà tại sao lên đi đòi nợ? Trời, lương nè.
xin lỗi anh chị nha. Trời ơi. Dạ, để em ca tiếp cho nha. Dạ. Em viết tên Đông, em Giang Linh Mông. Ô, ủa anh Đông nãy giờ vô hả anh Đông? Sorry anh Đông, trời ơi, em không thấy. Anh Đông là em phải dán lên tìm chứ sao dán bình hồng. Để em tháo xuống nha. Dạ. Dạ, để không để mất thời gian của các tình yêu. Bây giờ và em thời gian thiệu của chị đã kết thúc. Và chưa có bất kỳ một mặt cười nào hiện lên ở bộ phận kỹ thuật. Vậy thì xin phép hỏi ý kiến của giám khảo Đồng Sơn thứ đi ạ. Nói thật ra là anh mê cái diễn xuất của em lắm. Tại vì em quả thật đúng là một cái người mà đúng cái style của stand up comedian. Cái công việc của một cái người như vậy anh nghĩ rằng nó không có dễ. Anh không biết cái material, có nghĩa là cái câu chuyện là ở đâu, là của em viết hay là ai viết? Dạ, em soạn ra trước xong rồi cái cũng có người góp ý vô mới. Dạ. Cả hai cái là lượt thi. Anh ngồi anh ráng, anh cố gắng anh bắt một lần em bị líu lưỡi hay là em bị em bị vấp nhịp, nhưng mà em hoàn toàn không bị một lần nào hết. Tại bạn ớt em, nhiều đó anh, cho nên là em nói. Em nói rất là nhanh mà rất là rõ mà rất là professional. Em cảm rất ơn là thích. Anh. Cho nên đó là lý do tại sao anh bấm cho em cả dạ, hai lần sớm luôn. Dạ. Còn với giám khảo Hồng Đào thì như thế nào? Thì với cái sự diễn xuất của Trang thì chị nghĩ là cái 200 này nó easy với em lắm. Chúc mừng. Còn với Hoài Tâm thì sao? Dạ, nói chung là không có gì để nói nữa. Chúc mừng em. Ba mặt cười. Chúc mừng chị đã nhận về phần thưởng 200 đồng từ chương trình. Và thưa chị, là ở vòng này là một quyết định rất quan trọng. Chỉ cần chị phát được hai gương mặt cười đến từ vị trí của ban giám khảo, chị sẽ có vé vào vòng bán kết. Suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định. Dạ, kỹ rồi ạ. Dạ, ok. Và 90 giây dành cho chị. Bắt đầu. Trang. Hả? Tình cờ mình gặp nhau đây, dường như lâu lắm mới quen nhau. Trời ơi, tôi tìm Trang lâu lắm rồi, Trang có biết không Trang? Ồ anh. Trả tiền cho tôi đi bà nội. Ai vậy ta? Trời ơi, nghĩ sao đi tìm, tưởng đâu thương yêu. Trả tiền cho tôi đi. Nghe nè, sao nghe tiếng mà không thấy hình vậy? Không thấy hình hả? Để lại gần chút cho dễ thấy hình. Tôi bị diện thị, đứng xa tôi không thấy. Gần chút nè. Trời ơi, tôi bị cận thị, anh nói đứng gần cũng không thấy. Sao nè? Trăm thấy chưa? Diễn thị không thấy, cận thị không thấy, đường trăm thấy liền. Ừ, xanh lè sao không thấy, tôi nói nghe nè. Thôi anh cho tôi về mất kiến chút xíu nha. Bà khỏi về đi bà nội. Nghĩ sao vậy? Hàng xóm tôi đó mượn 20 ngàn từ tháng trước đến tháng này trả mà cuối cùng chưa trả. Bây giờ sao? Chị có biết tháng vừa rồi gia đình tôi cực khổ lắm không? À, gì hả anh? Trời ơi, cái số tiền anh cho em mượn đó là gia đình anh sống được nguyên tháng. Vậy rồi tháng vừa rồi anh cho em mượn thì gia đình anh sống làm sao anh? Trời ơi. Chưa khổ hay sao mà phải lên cái nhạc kỳ cục kẹo vậy? Alo. Ê, nó nghe nè. Vừa phải thôi mày, rồi nhạc lên ổng buồn, ổng sắp chết rồi. Con nợ tao đang dàn xếp, tự nhiên cái mày cản ổng, ổng chết tao khỏi trả tiền. Ui. Thì mày chết tao rồi. 90 giây với phần trình diễn của Lâm Tiến Càng đã kết thúc. Thưa quý vị, em đã thấy cũng đâu đó những nụ cười đến từ vị trí của ban giám khảo. Em xin phép hỏi ý kiến của anh Hoài Tâm ạ. Anh thấy tiếng nói sân khấu em tốt, em diễn xuất tốt, từng cái ánh mắt của em luôn. Bên bạn hỗ trợ em diễn mà là em đứng không lại, em diễn mắt, diễn tai, diễn chân, hình thể em quá tuyệt vời luôn. Em cảm ơn. Giọng anh nói em rất là rõ ràng. Hát hình như anh nghĩ là em biết hát, chắc em hát hay không? Hí hí là sao trời? Anh nghe cái biết chứ em biết nói gì vậy? Dạ, hát được nữa mà phải không? Dạ. Phần diễn xuất anh thấy nếu mà để cho anh chấm thì anh nghĩ là em xứng đáng được một mặt cười ở nơi anh. Vì em thuộc loại người là biết diễn xuất, biết tiết tấu, biết nhấn nhá này nọ hết. Dạ, kể cả hình thể của em bước vô giật bật người quay lại. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. So, không có gì để nói. Một mặt cười đến từ vị trí của giám khảo Hoài Tâm. Còn giám khảo Hồng Đào như thế nào ạ? Thì khi mà màn trình diễn của Trang và của xin lỗi em tên gì? Dạ anh Hoàng Chuột. Hoàng Chuột. Thực ra là chị giỡn chơi thôi. Tức là cả hai em đều cùng có nghề hết, cho nên diễn nó rất là ăn khớp với nhau, rất là nhạy với nhau. Nhưng mà mình vẫn nhìn Trang trước tiên hết. Thì tất nhiên là mọi người đã góp ý rồi. Trang thì em nhịp nhàng có, nắm được cái nhịp có, tiếng nói sân khấu có, ngoại hình có,
có tất cả mọi thứ hết. Thì tất nhiên là em vào cái vòng này nó cũng dễ thôi. Nhưng chị chỉ có một cái điều là đôi khi đó em hơi theo chị nhá. Nó có nhiều trường phái trong cái hài hước lắm. Cái trường phái là diễn tự nhiên, trường phái diễn như là bình thường, còn có trường phái là nó phải over lên. Thì em đang ở cái trường phái over, nhưng mà mình đừng có over quá. Tại vì ô quá tự nhiên mình thấy nó bị giả, em hiểu không? Dạ. Nó bớt duyên đi. Cho nên mình vừa phải, mình control lại tất cả những cái hành động của mình. Bớt hai bờ lại. Đúng rồi, thì nó sẽ hay hơn rồi. Dạ. Hai mặt người. Cảm ơn chị. Từ vị trí của giám khảo Hồng Đào và còn anh Đồng Sơn thế nào ạ? Với anh thì anh rất là thích em ở cái chỗ khi mà em mới bước ra sân khấu cho tới bây giờ. Thì anh rút ra một cái kết luận là lúc đầu rõ ràng là em muốn đánh lạc hướng. Em làm cho anh nghĩ là em là một cái người như thế này, nhưng mà cuối cùng em lại là một người như thế kia. Có nghĩa là em rất là hyper, em rất là professional. Và lúc đầu em ra, em nói em đi từ châu Phi qua này nọ thì anh thấy, ồ chà, cái ca này có vẻ không ổn à. Nhưng mà càng lúc em càng thuyết phục được anh. Nhưng mà với cái tiểu phẩm vừa rồi thì nó chưa được thuyết phục anh lắm. Nếu em diễn tiếp thì em sẽ có một cái gì khác hay hơn, nhưng mà cẩn thận. Chúc mừng chị đã có 600 đồng và một tấm vé ba bông bán kết. Ra về với 600 đồng hay thi tiếp để mang về 1.000 đồng, hoặc mất đi chỉ có 100 đồng. Dạ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Thôi em đi về. Và chúc mừng bạn đã mang về 600 đồng. Hãy gặp giám khảo và nhận pass về đi ạ. Dạ, mỗi người 200 ha. Ok, rồi. Đây, sao em cũng dạy trai quá ha. Trai kêu gì cái làm theo đó ha. Trai kêu ngưng diễn cái ngưng diễn. Trai kêu lấy 200. Đó vậy. Thì nói chung là vừa mới thi xong thì cũng nói là mình đứng trước nhiều lúc đó cũng thiệt là 2.000 khán giả luôn đó. Mà không có rung, mà sao đứng trước có ba anh chị mà rung thiệt luôn á. Tại vì cái trải nghiệm cái lĩnh vực này nó hơi mới, nên mà cố gắng hết sức mình thì cuối cùng mình cũng được cái tấm vé là đi vào vòng trong. Dạ. Chị chuẩn bị gì để vào cái vòng chiến đấu tiếp theo? Cái vòng này là căng đó. Dạ. Thành ra bây giờ bắt đầu phải về suy nghĩ kịch bản ra, rồi tìm bạn diễn, rồi cố gắng tập thôi. Dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Hương Thị đã cùng đồng hành và tài trợ cho chúng tôi trong chương trình này. Xin chào các bạn. Chào. Dạ, xin chào em Bejo. Em tên là Leo Nguyễn. Em là một nghệ sĩ hài độc thoại nghiệp dư. Em hay đi diễn ở mấy cái comedy club ở bên New York với DC. Mà bình thường em diễn tiếng Anh. Hôm nay em diễn tiếng mẹ đẻ của em là tiếng Việt. Dạ, em bắt đầu diễn stand up từ hồi đại học, tức là cách đây tầm 7-8 năm. Lúc đó em là nghiệp dư, xong rồi trong trường nó có một cuộc thi diễn stand up tiếng Anh. Thì lúc đó em cũng nộp thi thử, tại vì lúc đó giải thưởng nó tới $500 lận. Yeah. $500. $500 lận, cho nên là em phải múc. Xong rồi em đi thi thử và năm đầu tiên em thua một thằng Mỹ. Xong sao em tức quá, em tập luyện thì em đã múc 3 năm liên tục sau đó. Nếu mà nói về phát hiện năng khiếu hài thì chắc là từ nhỏ tới lớn em học ở Việt Nam á, em giống như là một thứ người kêu là class clown, là cái thằng hề trong lớp. Em làm gì thì giống như là một cái chuyện để cho các bạn xả chết, các bạn cười. Lúc đó em cũng là lớp phó kỷ luật luôn. Nên là em nói tụi nó cười, xong em kêu tụi nó im. Gia đình em không có lựa chọn, tại vì ba má em rất là hài. Cho nên là em nói với ba má là cái này là con lấy của ba má. Cho nên là ba má không có quyền nói ở đây. Nhưng mà ba má vui là tại vì em có việc làm khác. Chứ mà em mà thất nghiệp là mệt á. 400 đầu tiên này em chuẩn bị cũng là một cái set mà em diễn tiếng Anh. Nhưng mà em Việt hóa nó lại. Và em làm cho nó bớt những cái văn hóa về mà Mỹ, mà có thể người Việt Nam mình không hiểu, nhưng mà mình làm nó thân thuộc. Tất cả đều là trải nghiệm của em hết. Mình tên là Leo Nguyễn và hy vọng các bạn sẽ theo dõi và ủng hộ chương trình The Next Comedian và ủng hộ mình và tất cả những thí sinh dự thi nhé. Thôi các bạn. Thí sinh tiếp theo với phần thi stand up comedy của mình, thí sinh Leo Nguyễn. 90 giây dành cho Leo Nguyễn bắt đầu. Dạ, xin kính chào tất cả quý khán giả. Khán giả cho xin một tràng pháo tay cho đúng không ạ? Dạ, vỗ tay cho ba vị giám khảo giờ ngồi từ sáng tới giờ luôn. Dạ, em tên là Leo Nguyễn, em là một nghệ sĩ hài độc thoại, em diễn hài tiếng Anh. Nhưng mà hôm nay em
chơi luôn. Em diễn 2 tiếng mẹ đẻ. Và em đến từ New York. Em bay qua đây. Nếu mà mọi người đã từng đi lưu diễn mà mọi người là nghiệp dư như em á, mọi người sẽ đi một cái hãng máy bay, nó tên là hãng Spirit. Spirit Airlines. Nghe tên là thấy tâm linh liền. Hãng bay tâm linh. Và cái hãng bay này rất là đặc biệt thưa quý vị các bạn. Nó là giá 80 đô. Delay 80 tiếng. Xám hồn. Xong rồi, trước khi nó cho mình bay, nó còn tặng mình một cái voucher 160 đô. Nó kêu mình sẽ xài trong tháng này chỉ hãng Spirit thôi. Em thấy mày lừa tao một lần, lỗi mày, mà mày lừa tao 2 lần, lỗi tao. Cho nên là không mấy giờ đi cho tiền mà mày cầm voucher được không? Yeah, tiếng cười từ Thiên Chúa. Trên trời rớt xuống. Dạ, em đi về Việt Nam mọi người, em có đi ngoài đường và mọi người nhận ra em. Ồ, vui lắm chứ, mình là diễn hài mà mọi người vui lắm chứ. Mọi người tới em mà cười, ủa bạn diễn hài độc thoại hả? Dạ, mình cũng diễn hài độc thoại. Bạn có phải tên là Phương Nam không? Dạ lộn, mà em Phương Tây, em đến từ nhóm Sài Gòn Mếu. Dạ, xin cảm ơn quý vị các bạn. Dạ. Tuyệt vời, rất dễ thương, duyên dáng. Xin mời lời nhận xét từ giám khảo Hồng Đào. Rất là duyên dáng thì tại vì chắc là có lẽ là Leo đã có kinh nghiệm diễn hài bằng tiếng Anh rồi đúng không? Cho nên là con rất là vững chãi trên sân khấu, động tác tất cả mọi thứ rất hay, và cái câu chuyện của con nó rất là phổ biến ở ngoài đời, tức là mình đi giá vé rẻ hay mình làm nghiệp dư, mình vé mấy chục đồng này nọ rồi voucher này nọ rồi, thì cô rất là thú vị bởi vì cô cũng đã từng trải qua khi mà mình đi diễn nghiệp dư rồi mình đi vé rẻ này cái mọi thứ này, cô thú vị lắm, và đồng thời con lại mang được tiếng cười cho khán giả nữa, nó vừa hợp với xã hội và nó vừa mang tiếng cười, thì cái điều đó là rất là đáng khen, mặc dù con còn rất trẻ. Cho con cái mặt cười gì. Cảm ơn. Giám khảo Đồng Sơn thấy thế nào ạ? Anh thấy cái phong cách của em rất là chuyên nghiệp luôn. Có nghĩa là em không bị nao núng bởi cái dây càng lúc nó càng đi xuống. Có nghĩa là gần hết giờ mà em vẫn finish cái phần trình diễn của em một cách chính xác. Thì đó là cái điều mà anh rất là thích. Cái tác phong của em đúng là một cái người mà stand up comedian, yeah, chuyên nghiệp. Chúc mừng em. Xin cảm ơn. Hai mặt cười và giám khảo Đồng Tâm và giám khảo Hoài Tâm. Những gì anh cần nói thì anh Đồng Sơn và chị Hồng Đào đã nói rồi. Cho nên anh không muốn nói gì nữa, anh chỉ ra hành động thôi, một cái mặt cười. Và anh muốn nói thêm nữa là hồi xưa em nói là em nghiệp dư, em nó đi Spirit đúng không? Chị Hồng Đào bây giờ chỉ chuyên nghiệp rồi, chị vẫn đi Spirit nha em. Và chúc mừng Leo Nguyễn đã giành 100 đô đầu tiên của mình. Nữa không em? Em chờ tới sáng rồi, có nhiều chơi hết. Có nhiều chơi hết. Và sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng. 90 giây dành cho Leo Nguyễn, bắt đầu. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, em qua Mỹ cách đây 10 năm. Và em qua với một là một đứa học sinh rất là naive, rất là nice. Và sau 10 năm này thì em xin chia sẻ với mọi người là em mới được thẻ xanh năm ngoái mọi người. Và mọi người cho em chàng vỗ tay mọi người. Yeah. Cái thẻ này nó rất là khó mọi người. Và bây giờ em không cần visa nữa, em là Mastercard. Yeah, 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 I'm là American Express. Dạ, xong rồi bây giờ em đang trong một cuộc hôn nhân rất là hạnh phúc với người vợ 65 tuổi của em. Dạ, có bà cô 65 tuổi vậy đó. Hey, that's me. Yeah. Dạ, thì xin giới thiệu với mọi người là không biết mọi người khi đi làm thẻ xanh mà đi phỏng vấn á, nó có những cái câu hỏi rất là nực cười ở trên cái form đó. Và những câu hỏi này nó chỉ lên là những câu hỏi trên cái form thôi. Nhưng mà hôm đó em đi chung với vợ em, dạ, 65 tuổi đang ngồi đây. Thì cái bà cô công chức của USCIS là sở di trú, bà có hỏi một số câu hỏi á. Thì bà có nói câu hỏi đầu tiên là: Have you, the last 10 years, been a prostitute? Tức là trong 10 năm qua em có bao giờ làm trai bao chưa? Thì em mới giật mình là có sao biết mình làm trai bao hay vậy ta. Dạ thì xin giới thiệu với chị bà vợ của em trước khi bả là vợ của em, bả là khách hàng của em. Dạ. Và ba mặt cười. Chúc mừng bạn. Và nói gì nữa thưa quý vị, là chúc mừng bạn đã toan về phần thưởng của mình 200 đô. Em nghĩ là bây giờ mình không cần nói, và cái điều quan trọng bây giờ mình muốn coi tiếp theo là gì đúng không ạ? Tiếp tục. 90 giây của em bắt đầu. Giờ tới vòng này mình có thể thư giãn chút xíu. Ok. Bây giờ
Em xin nói về chuyện dating của em. Dạ, em là, mọi người nhìn em đi, hoàn toàn không có tới nổi đúng không? Dạ, ở Sài Gòn em đi 9:30. Nhưng mà khi qua tới Mỹ em không cảm giác là em hot ở đây. Tại vì ở Việt Nam mình không có đối thủ, ở Mỹ mình có rất nhiều đối thủ. Trong 8 năm đầu ở Mỹ em chỉ quẹt Tinder được đúng 2 lần thôi. Dạ, 8 năm đầu. 2 Tinder date. Dạ, em không có giỏi toán nhưng mà đó là 4 năm em mới đi date một lần. Cái cuộc sống tình cảm của em nó không nên giống như World Cup 4 năm mới có 1 lần vậy thì buồn lắm. Nhưng mà không sao, tại vì mọi người biết sao không? Sau 2 năm gần lại đây, nhờ các oppa K-pop và nhờ các bộ phim trên Netflix, tất cả ai cũng đều muốn đi với một chàng trai châu Á hết. Và mọi người có tin không, ở New York 2 tháng trước có một người này tới nói với em, và chị này là người Mỹ trắng, và chị đã nói là "Oh my god, are you from the K-pop band BTS? Oh my god, bạn có phải là from BTS không?" Em kiểu cái này nó bị gì vậy? Nhưng mà không sao, em nói luôn, "Oh, international, of course I'm BTS, sir." "Oh, she's cousin's son, I, oh, I, she, I, of course I'm BTS, sir." Hoàn toàn rất thuyết phục đúng không ạ? Hồi nãy em có nói em có người nhìn lộn em Phương Nam phải không? Dạ đúng. Em bật mí luôn nha, anh là fan của Sài Gòn Tếu và anh là fan của Phương Nam đó. Dạ em cũng là fan của các bạn đó. Dạ, và hôm nay á, anh xin được làm fan của em luôn. Và chúc mừng bạn đã chiếm được 3 mặt cười từ 3 vị ban giám khảo. Yeah, và đương nhiên bạn đã mang về giá trị phần thưởng của mình là 600 đồng. Cho anh nói thêm cái này là phần độc thoại của em ngày hôm nay cực kỳ là, tại vì tất cả những cái gì đó nó rất là mới, rất là cập nhật, rất là trendy. Em đem quá tuyệt vời vô trong đây, giống như anh cảm thấy anh mới happen something out there and I thấy đó, rồi bây giờ em đem vô em kể lại cho anh nghe nên anh không nín được cười luôn đó. Thank you em. Em ơi, đang ga quá rồi, giờ mình rồ lên luôn không em? Nhất luôn giải thưởng 1000 không em? Let's go. Còn chờ gì nữa, 90 giây dành cho Leo Nguyễn bắt đầu. Oh yeah, không biết ở đây có ai là fan của rap Việt không, make some noise. Yeah. Oh, let's go, đây là crowd của tôi rồi. Dạ, yeah, mọi người biết không, rap Việt có những thành phần rất là, em rất là thích. Dạ, yeah, mọi người biết thích anh Binzy không? Dạ, yeah. Anh Binzy á, mọi người muốn nói chuyện với ảnh á, mọi người chỉ cần nói cool ngầu như ảnh á, mọi người nói nửa chữ xong mọi người giật lại. Yeah, yeah, amazing, yeah, good job em, yeah, yeah. Mọi người còn ai thích anh Andre Right Hand? Yeah? Yeah. Well, oh my god, we got some playgirls in the house. Yeah, anh Andre Right Hand á, ảnh nhạc hip hop là nhạc đường phố, nhưng mà nhạc của ảnh là nhạc giường chiếu. Mọi người không có để nghe được chung với ba má. Hồi em lớp 5 em nghe cái bài này. Yeah, anh là Andre, yeah. Kim ngắn đè lên số 1. Kim dài chậm chậm đè lên số 12. Màn đêm bao phủ khói bay, anh thấy làn da anh từ từ đe vào người. Em mới lớp 5. Mới lớp 5 nghe này sao em nhỏ nổi. Ai là fan của B-Ray vậy? B-Ray, yeah, I love B-Ray. Yeah, anh là thần tượng của mình. Anh là thần tượng của mình. Những cái bài nhạc của anh đã đi theo mình trong tất cả những thời gian mình ở Mỹ. Và anh B-Ray á, trên sân khấu á, ảnh rất là giả nai. Dạ thưa anh Trấn Thành, em tỏ ngoài là má mình tên là Ngọc Giao, mình tên là Tuấn Anh. Ôi anh B-Ray chơi kỳ quá, anh chơi trời ơi, cấp 2 anh nói tên cái biết ba má làm ngày gì luôn. Chúc mừng bạn, thời gian của bạn cũng đã chính thức kết thúc. Nhưng bạn đã chinh phục được rất nhiều mặt cười từ phía ban giám khảo cũng như là khán giả đang xem trực tiếp tại đây. Chúc mừng bạn. Dạ, và xin cảm ơn ạ. Muốn nghe lời nhận xét từ giám khảo ông Đào ạ? Tất nhiên là con vững chãi sân khấu, động tác, tất cả mọi thứ. Ngoài ra, tức là càng lên cái level thì càng con càng có nhiều cái tài hơn. Và cái cuối cùng đó là cái khó nhất để đạt được 1000 thì con lại lòi trong cái tài là con có thể bắt chước được nhiều nhân vật khác nhau. Cái này là một trong những cái lợi điểm để mà khi con làm hài hước. Yeah. Và hên như con, may mắn cho con là trong đây là rất nhiều người là fan của rap Việt, cho nên con cẩn thận một chút khi mà đi ra ngoài, cũng có thể có nhiều người không biết rap Việt là gì, cho nên là cái đó cẩn thận hơn. Yeah. Nhưng mà với cô đây là một tiết mục vô cùng thú vị và chắc chắn là cô sẽ mọi người. Nhưng lần sau cô mong con vẫn giữ là stand up comedy hả? Con vẫn stand up hay sao? Dạ, nếu mà vô bán kết thì có thể con thay đổi. Ok, rồi. Tại vì con cũng muốn thử nhiều thể loại, trước giờ con đứng sân khấu một mình cũng
cần một sự đổi mới. Đúng rồi. Sao con muốn tham gia chương trình này? Ok con, rồi rồi, good good. Cô chờ mong sự thay đổi của con. Nhiều khi muốn một mình nhưng mà sợ người ta nói mình bê bê. Và chúc mừng Leo Nguyễn, bạn là thí sinh duy nhất từ đầu chương trình đến bây giờ. Sau 4 vòng thi, vòng nào cũng đều chiếm trọn 3 gương mặt cười đến từ vị trí của ban giám khảo. Chúc mừng bạn. Lấm. Chúc mừng bạn. Bạn đã mang về 1.000 đô. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh. Xuống đây lấm tiền. Xuống lấm tiền em ơi. Một, hai, ba, bốn, năm rồi đấy mình kia đây. Dạ cho em xin năm. Chị là thần tượng của em. Bắt tay thôi, không đưa tiền. Cảm ơn. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Em ơi, trời, cái này là có phần của anh đó. Có phần của anh đây rồi. Đó, đó. Ban đầu vui, đó vui, anh vẻ, mồi vui cho em đó. Anh mồi cho em vui vẻ, vui vẻ. Hồi nãy anh phải nói là anh khâm phục với cái phần thi của em. Dạ. Nhưng ban đầu rõ ràng khi mà với một cái sự cái làn gió mới trẻ của mình á, nhiều khi mấy cái punchline của mình giám khảo lớn họ chưa kịp hiểu thì lúc đó em có hồi hộp hay không? Dạ em cũng hơi hồi hộp. Nói chung là những cái bài thi của em nó là em viết cho nên là đương nhiên là nó sẽ trẻ và nó sẽ có những cái cập nhật mới của xã hội. Nhưng mà những người giám khảo là đều là những người gạo cội và em tin tưởng là họ nhìn thấy được cái hài của tất cả mọi thứ. Cho nên là một cái joke em cũng ráng nhét 2-3 cái punchline vô đó để cho nó không có được cái này thì mình còn hút cái kia. Và nếu như đi tiếp với vòng bán kết, em sẽ tiếp tục với phần stand up comedy của mình hay sao? Em hình như đọc thể lệ á, là bán kết là thi chung. Cho nên là em cũng muốn thay đổi mình một chút xíu. Em có ngại diễn với bất kỳ một ai khác hay không? Dạ không, đó giờ em diễn một mình là tại vì không ai diễn chung với em. Trời ơi, sao em không nào cứu? Trời đất ơi, thôi cả làng chúc mừng em. Và cảm ơn nhà tài trợ GNS đã tặng 1.000 đô giá trị giải thưởng dành cho Leo Nguyễn. Thank you, cảm ơn. Yeah, thank you everyone. Gây bất ngờ nhiều hơn nơi